thành ra nó rất khó cho tôi. Thì thôi thì cái chuyện rồi nó cũng qua, tôi cũng phải theo lệnh của nhà binh thì mình cũng làm. Cho nên nhưng mà sau đó thì là nghe cái tin là đồng bào mình, như đồng bào chết chọc rồi, thành phố hôi thối, cho nên tôi xin tự nguyện, tôi lúc bây giờ tôi xin với đại tá Nhật, tôi có cái tránh cái việc này, tránh cái việc, bởi vì thực sự khi mà tôi đi vào trong quân đội thì đáng lẽ tôi vào làm nhà trung úy, mà tôi mất cái dịp để làm nhà trung úy bên kia đi dạy học rồi, thì tôi xin đại tá Nhật đó, bây giờ nhân có cái thể mà đại tá cho phép tôi ra, tôi gọi mấy em hướng đạo sinh ở Đà Lạt đi với tôi để mà clean up cái thành phố, đi chôn các cái xác. Thì đại tá cũng đồng ý, còn cho tôi cái giấy, gọi tôi bây giờ là giấy để cấp cho thiếu úy Nguyễn Quang Minh. Để đi thì tôi được và được mặc đồng mặc đường mặc thường phục để được để đi mà làm công tác mà dọn dẹp thành phố mà xác trôn xác chết được mặc thường phục. Thì cái tôi có cái sự vụ lệ đó tôi còn nhớ nữa. Thì cái khi đó thì tôi nhận cái nhiệm vụ của tôi ra đài phát thanh Đà Lạt, và tôi gọi cái đài phát thanh, nhờ đài phát thanh kêu gọi các em hướng đạo sinh ở thành phố Đà Lạt. Đa số các em nó cũng biết tôi, bởi vì tôi là đặt các cái ngành gọi là ngành kha, ngành của các em từ 15 cho tới 18, 19 tuổi rồi. Khi kêu đó, thì ngày hôm sau, sáng hôm sau đó, mấy chục em ra để kha sinh có, trang sinh có, những em ra tất cả thì lương. Thì chúng tôi lấy thì bên tí y tế họ cho mượn mấy cái xe, có cờ xe y tế, có cờ thắp cờ trắng lên này, vâng, cờ hồng thập tự, vâng, cờ tôi không nhớ là cờ trắng hay cờ hồng thập tự, vâng, chắc là cờ hồng thập tự, vâng. Đi rồi chúng tôi đã chạy ra thành phố rồi đi mà chúng tôi lượm xác cho nó mau, bởi vì không có thì giờ mà chôn. Thì hồi bây giờ cũng sợ ngại thế này là bởi vì mấy người đó thì là mấy người y tế họ nói biểu chúng tôi đi, chúng tôi không dám đi, bởi vì mấy bữa nay chúng tôi đi thì bọn nó bắn quá chừng. Nghĩa là cộng sản nó vẫn còn ở chung quanh. Không dữ nhiều lắm, nó bắn quá chừng thì không nói. Còn mà nếu mà chúng tôi bắt biểu về cộng, tù binh về cộng á, mà chúng tôi bắt được biểu đi ra lượm xác, thì nó mấy ông muốn bắn, tôi bắn như vậy, chúng tôi ra lượm xác, họ cũng bắn tụi tôi à. Cho nên bây giờ nghĩa là không người của mình bên chính phủ quốc gia quân đội không đi được, dân sự không đi được. Mà rồi bên tù binh Việt Cộng cũng dám đi luôn, và thành phố nó thối vậy rồi. Thì anh em hướng đạo chúng tôi thì đi. Mà lạ lắm, khi chúng tôi đi thì chúng tôi không ai bắn giết gì vào trong chúng tôi cả hết. Các em mặc đồng phục hướng đạo lên hết và đi, và chúng tôi đi hết quanh rồi đến chợ Hòa Bình, rồi xuống quanh chợ Hòa Bình, rồi đi xuống các cái nơi nào ấy mà nghe tôi thấy mà có xác chôn nằm ngổn ngang này kia còn nằm ngoài được. Chúng tôi lượm vào, chúng tôi còn thấy nhớ là có những cái lúc mà chúng tôi bốc được những ông cụ mà đi ăn Tết hay là mặc bộ đồ Tây đi ăn Tết mà đôi giày còn mới tinh mà còn nằm ở trên đất đó cả chục ngày nữa, nó bắt đầu có mùi hôi nữa. Cho nên khi nó tới trường dẹt xe, thì đặc biệt là chúng tôi trường dẹt xe, thì chúng tôi lấy mấy cái cửa đó, bật mấy cái cửa tháo mấy cái cửa rồi bỏ cái xác người lên trên cái cửa, rồi các em cũng đã xin khiêng cái cửa, khiêng nguyên cái cửa để lên trên xe công nhân rồi lật qua cho được cái xác nó lên đó. Và chiều hôm đó thì tôi còn nhớ là khi mà về tới Hồ Than Thở đó, thì phía trên vô Hồ Than Thở mà đường ở ngoài Đà Lạt mình đi vào trong trường Võ Bị, thì đi ngang cái Hồ Than Thở thì bên trái của Đà Lạt ngày xưa chỗ đó cái gọi là có chỗ có mạ, cái gọi là hồ chôn cô, nhưng mà hồ chôn cô gì đó nè, có cái chuyện tình mà có một cô chết, và người ta lượm xác lên và chôn vào cái gần một cô Thảo. Cô Thảo, và chôn một cô Thảo thì ngay cái chỗ cô Thảo cũng là ngay cái trước cạnh bên cổng của trại trường, trại huấn luyện hướng đạo, trại trường của hướng đạo đó nữa. Thì tôi đi ngang qua lại, đi mình đi thì làm việc trong Võ Bị, tôi lấy thông ra đi qua lại mỗi ngày mà. Thành mình biết cái cổng trại trường, cái chỗ đó vắng, và nó vắng vẻ tại vì nó là Hồ Than Thở lúc nó vắng lắm. Và chúng tôi cho xe lên trên đó để đào, thì đại tá Nhận ở trong ông cũng cho công binh đào, lấy cái xe bulldozer nó đào cái hố to lắm, bị ngang khoảng chừng 5 thước, 7 thước, ngang 7 thước, dài với chừng 10, 15 thước mới lớn, nhớ vậy.
Nhưng mà chúng tôi nhớ là khi mà bỏ xác xuống đó là khoảng 40 xác người. Để đặc biệt một cái điểm mà tôi nhớ nhiều nhất đó là khi mà bắt đầu chôn thì bắt đầu chôn thì là có mấy người quân nhân họ đứng để mà giúp bỏ xuống cái hố đó. Thì tôi nói thôi anh em thế này, anh em bỏ xuống ở dưới cùng hết á, bỏ xuống dưới hết á là bỏ xác của Việt Cộng. Bỏ xác của Việt Cộng. Còn ở cái xác mà bỏ ở phía giữa thì bỏ xác của đồng bào, những thường dân. Và ở trên cùng thì bỏ xác của anh em quốc gia. Và trong đầu tôi nghĩ thế này, nói là nếu mà có trở lại mà đạo, bởi vì lúc ấy tình chính trị nó tối đen, mình không biết có được trở lại cái chỗ đó để mà đào lên để mà tiêm xác hay không, bởi vì không biết miền Nam còn hay không còn. Đó là bởi vì cái vụ Tết 1/10 rồi mà nó chưa giải quyết được, còn cùng hết trong thành phố mà quân lính của miền Nam Cộng Hòa thì đi cùng hết, ngay cả những anh em ở trên cảnh sát giả chiến ở trên trại hầm trên kia cũng không chịu xuống nữa. Họ bảo rằng là chúng tôi là công chức chứ chúng tôi không phải là lính tác chiến. Họ bảo chúng tôi là cảnh sát mà cảnh sát giải chiến mà họ ăn mặc thì ngày thường họ ăn mặc rần rĩ rồi mang lựu đạn mang súng rồi dữ dằn lắm, nhưng mà lúc đó kêu họ xuống phụ thì nói không, chúng tôi là dân sự cảnh sát. Cái điều đó để được ông nói tiếp xong mà cho tôi kể chuyện thật. Lúc đó mình mới thấy cái lúc mà cái tinh thần chiến đấu của quân miền Nam của mình nó như thế nào. Lúc đó mình ra mặt rồi mình mới thấy cái lúc đó để mình đo lường được cái ý chí của trận chiến mà muốn bảo vệ tự do, muốn bảo vệ miền Nam thế nào, là nó đã đo lường cái lúc này được. Thế thì khi mà trở lại vấn đề, khi tôi chôn ba lớp là trong đầu tôi cũng có nghĩ nữa. Thứ nhất là cái vấn đề mặt ở trên đó để quân nhân Việt Nam Cộng Hòa để dễ đào lên, có thể dẫn xác dẫn về để đem về cho gia đình được nếu có trở lại. Chứ trong đầu tôi cũng nghĩ là chúng ta còn trở lại có lẽ là người chạy đi hết, bởi vì ngay lúc đó thì nhà tôi và mấy con gái tôi là đã được cô Vân Mỹ họ giúp họ đưa đi đâu rồi, cũng không biết nữa, thật sự. Thế thì mà người cứu Vân Mỹ mà bắt đầu mà đến nỗi hồi đó là cô Vân Mỹ đó, họ không ở trong cái trang trại của anh, họ còn biết là họ giúp họ trong cái trường phổ bị của mình á, họ lên trên cái lầu thượng của cái building văn hóa vụ. Thế giờ các sinh viên sĩ quan nghe này là hiểu hết ra nè, tức là cái building văn hóa vụ là nơi là giáo sư vì các môn dạy vấn đề khoa học kinh tế chính trị không bao giờ văn hóa, thì cố vấn Mỹ họ lên họ chiếm trên cái sân thượng ở trên, họ ở trên rồi ở không nóc không niếc gì hết trơn, họ đỡ ở chỗ đó đỡ, vì máy bay trực thăng tới đó là bốc họ lọ đi, họ là những người đi trước hết. Còn anh em chúng ta thì là những người không có được tức là họ mượn cái chỗ đó họ lên để họ. Nhưng mà khi mà mình thấy như vậy là mình thấy nó nguy rồi. Mình thấy người Mỹ nó bỏ trang trại ngoài mà bây giờ lên trên cái nóc đường phòng bị của mình mà ở trên cái nóc chỗ mà trực thăng đưa họ đi, thì mình thấy là như thế tình hình rất là nguy ngập. Mình đâu có biết rằng là mình đâu biết rằng là mình có còn cái miền Nam nữa hay không, bởi vì trong cái trận chiến mà nói rất là cả nước mà. Rồi quý vị thấy không, một cái cuộc nổi dậy mà đến cả nước không phải là tầm thường hay đó. Cho nên lúc bây giờ sau tôi trở lại cái vụ tôi chôn thì đó là lý do tại sao nhưng mà cái phần giữa đó thì còn cái phần cuối thì tôi nói đây những người này ra số những người miền Bắc, bởi tôi nhìn đồng phục và tôi biết họ từ miền Bắc vào, họ có đồng phục tử tế, đồ dụng cụ tử tế này. Tôi còn có nhặt được một cái ống giòm, cái gì lạ đó, ống giòm rất là lạ của họ, tôi có lấy và tôi rửa sạch nè để dùng, mà tôi cũng chẳng biết nó là cái gì. Nó trang bị từ người Bắc họ vào. Lúc bây giờ thì cái đồng bào mà tôi để cái giữa đó thì tôi nói thôi đây là đồng bào, những người mà không có dính gì trong cái ý thức hệ của miền Bắc hay miền Nam vậy, đây là đồng bào tôi cho nằm giữa, ngang giữa cả hai bên thù hận nhau, đồng bào.